Về Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường, tôi chỉ xem video về họ, chỉ trong vòng 5 phút. Lập tức, tôi đã chọn hai bạn này vào U23 Việt Nam. Việc tôi xem họ chỉ 5 phút là bởi lúc đó tôi cũng rất bận và công việc trợ lý ở Dubai trong mùa U23 Việt Nam. Nhưng tôi cũng nhận ra họ có tố chất và còn tiến bộ hơn nữa. Dựa vào yếu tố kỹ thuật, tôi tin họ có thể phát triển mạnh trong tương lai.